Thưa quý vị, hình ảnh mà quý vị sẽ theo dõi bên cạnh tôi đây là câu chuyện xảy ra vào sáng nay tại khu vực ngõ số 2 đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi cởi trần bế theo con trai 2 tuổi, leo lên mái nhà và liên tục la hét. Đối tượng đã bế cháu bé nhảy liên tục trên các mái nhà, thậm chí là còn cầm chân chúc đầu cháu bé xuống, mặc cho cháu bé la khóc hoảng loạn. Và bất ngờ đối tượng đã ném đứa trẻ xuống đất từ tầng 2. Nhưng rất may, trước đó công an thành phố Vinh và lực lượng cứu hộ đã lên phương án giải cứu. Phao hơi rộng và dài hàng chục mét đã được giải khắp con ngõ số 2. Khi cháu bé bị đối tượng ném xuống đất, đúng chỗ đã được bố trí phao hơi nên không ảnh hưởng đến tính mạng và được chuyển ngay đến bệnh viện chữa trị. Đối tượng còn dùng gạch đá bê tông từ trên mái nhà ném xuống đe dọa người dân. Rất may là không có người nào bị thương. Sau 2 giờ truy bắt, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác.